Mình bán miếng đất này là 320 triệu. Cô bác nào có cần thì liên hệ với số điện thoại của mình là 038 700 6664. Rồi, xin cảm ơn. Cô chú anh chị ơi, Tấn đang đứng trên đường tỉnh lộ 796. Ở đây là xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Bây giờ anh Minh chủ đất là sẽ chở Tấn đi vô quay cái miếng đất ruộng 6 công là sẽ đi vô cái đường này nè cô chú anh chị. Đây mình chạy thẳng vô nha. Thì Tấn sẽ quay thực tế cái đường vô luôn cho cô chú anh chị coi. Đường này là tỉnh lộ 796, lộ giới tới 45 m. Thì cái vị trí này dễ biết nè cô chú anh chị. Phía bên đây là trường trung học cơ sở Ninh Điền, trường cấp 2 đó, trường mới xây rất là đẹp nha. Xích lại đây chút xíu là trường mẫu giáo, và cách chỗ này khoảng chừng 800 mét đó là chợ Ninh Điền. À, cách chợ 800 mét thôi. Xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh nha. 6 công đất. Thì bây giờ anh Minh chủ đất á, ảnh kêu giá là 320 triệu. Cô chú anh chị muốn mua là liên hệ trực tiếp gặp anh Minh. Đất này là sổ hồng nha cô chú anh chị. Anh Minh nói là từ ở ngoài tỉnh lộ 796 mà chạy vô tới đất á là mấy trăm mét nha cô chú anh chị. Nãy ảnh có rủ Tấn là đi vô bằng ghe nữa. Tấn nói là thôi để đi xe máy và đi quay cái đường cho cô chú anh chị coi luôn. Thì theo cái luật đất đai mới đó cô chú anh chị, áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, là đất trồng lúa là ai mua cũng được nha, không có cần giấy xác nhận hộ làm nông nghiệp giống như trước đây nữa. Đó, bây giờ dễ rồi, đất lúa là ai mua cũng được hết. Đất này là sổ hồng riêng nha cô chú anh chị. Và cái view nè, chúng ta thấy cái view núi Bà Đen nha. Thì cái đường đi vô á, cái khúc ở ngoài đây là cái đường bờ nó bự nè. Cái khúc này là ô tô đồ vô được luôn á. Vô tới trong sẽ là cái bờ nó nhỏ hơn nha. Đường đi vô là kế bên trường cấp 2 Ninh Điền. Vị trí dễ biết. Chút nữa Tấn sẽ quay ở ngoài tỉnh lộ 796 á, quay chợ Ninh Điền, trường tiểu học, trường mẫu giáo, trường cấp 2 cho cô chú anh chị coi luôn. Tới ngay chỗ này thì chúng ta tiếp tục đi theo cái đường bờ bên đây nha. Là cặp bên cái dòng kênh nhỏ nhỏ nè. Kênh này Tấn thấy là cá quá chừng luôn nha cô chú anh chị. Đường vô là không có sình lầy gì hết. Tấn đang măng dài đi vô luôn á. Nhìn cảnh đồng quê như thế này rất là dễ thương luôn. Cảm giác dễ chịu dữ lắm. Gió mát mẻ. Bên đây là có mấy trái bình bát nữa nè. Đây cái đường bờ nè cô chú anh chị. Mùa mưa mà cái bờ khô queo à, không có sình lầy gì hết. Thì tới ngay chỗ này á là có cái đường đi qua cái bờ bên kia của cái dòng kênh nãy giờ mình đi nha. Đó, cái kênh nãy giờ nè. Nhìn đã. Rồi view núi Bà Đen nè. Đất ruộng ở đây á, ngắm cảnh núi Bà Đen rất là đẹp luôn nha. Cô chú anh chị làm nông dân ở đây á, vừa làm lúa vừa có thể ngắm được cảnh núi. Đây nhìn cảnh đồng quê nè. Thì lúa này là người ta mới cắt á cô chú anh chị. Chuẩn bị xạ lại đợt lúa mới nha. Anh Minh ảnh đang đứng ở trước à. Thì nãy giờ từ ngoài tỉnh lộ 796 đi vô á là cỡ khoảng 800 mét nha cô chú anh chị. Là phỏng phỏng vậy thôi chứ không có chính xác được ha.
cỡ 800 m á. Ở trên sổ hồng lúc nãy Tấn thấy á là có giáp với cái mương, chắc là cái mương nãy giờ mình đi luôn á. Đây anh mình đang ở trước. Ồ, vậy là cái miếng đất của mình là anh giáp với cuối cái mương luôn á anh. À, gọi là cái đầu mương. Dạ, vừa hết cái đầu mương là sẽ tới miếng đất luôn, là cái đám ruộng bên đây. Dạ, là trong cái đường bờ có một đám này thôi hả anh? Một đám một là 6 công luôn á. Đây, đây chạy lại đó tới bờ cầu cao ha. Dài vô là chỉ có một đám duy nhất này thôi, là 6 công luôn. Dạ, còn nãy anh nói đi ghe là mình đi đường nào? Đi ghe đó, cái kinh ngay chờ thiết đó, đó cái nhà mình ngay với tàm với cùng tàm đó đó, cái bờ ghe là ngay chỗ chờ thiết đó, đi qua có kinh cặp chờ thiết đó. Nhà anh là bên cái đám cây đó, đám cây đó, đó. Mình bơi ghe tới cái nhà đó, cái nhà đó là cặp bên kênh, mình nó ở bên kia kênh, phải đi qua con kênh. À, từ nhà đó cái mình đi bộ qua đây. Dạ. Ở khu này là có mùa nào nó bị ngập nước không anh? Bây giờ lên bỏ vụ rồi nè. Bỏ vụ rồi tới tháng 11 mình mới xào lại. Là cái vụ này là nước nó sẽ lên hả? Lên. Mình không có làm lúa được hả? Không. Tới tháng 11 là mới làm lúa được. Tháng 11. Dạ. Ở đây là gần sông Dòng Cỏ Đông ha. Đúng rồi. Khu ruộng này mình có thể gọi là ven sông Dòng Cỏ Đông nha cô chú anh chị. Sông là phía bên đây nè, thì phía bên kia bờ sông là xã An Bình của huyện Châu Thành á, còn bên đây là xã Ninh Điền nha. Ủa mà nước nó sẽ lên cao không anh? Ngập bờ, ngập bờ hả? Dạ. À, mỗi lần nước ngập lẫn có phù sa ha, là làm ruộng nó sẽ tốt. Đây tấn zoom lên nè, đó dọc theo cái đường bờ này nha. Nếu mà có tiếng gió nó ù ù thì cô chú anh chị thông cảm, để đứng giữa cánh đồng mà. Đi không? Mình đi chậm chậm. Vậy chắc được đấy anh. Tại mình quay sổ là thấy được cái hình dạng đất rồi. Đây là tờ sổ hồng của khu đất này nha anh chị. Đây. 6.004,9 m² nè. Đất là OC, tức là đất chuyên trồng lúa nước nha. Thì cái đường bờ mình đi vô nè cô chú anh chị là cặp cái bờ mương này nha. Đó, đất là giáp ngay cái đầu mương luôn nè. Thì chiều ngang á là khoảng 42 m, còn chiều dài á là 148 m nha. Hình dạng ở ngoài thực tế là nó giống như trên sổ hồng này nha cô chú anh chị. Hơn 6 công chút xíu nha. Thửa đất số 154 tờ bản đồ số 19. Ở đây là ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh. Đất chuyên trồng lúa nước nè. Cái sổ này là từ tháng 3 năm 2018 nha cô chú anh chị. À, mình bán miếng đất này là 320 triệu. À, cô bác nào có cần thì liên hệ với số điện thoại của mình là 038 700 6664. Rồi, xin cảm ơn. Đây là tỉnh lộ 796 nè cô chú anh chị. Thì bây giờ Tấn sẽ quay ngay trường tiểu học Gò Nổi kế bên chợ Ninh Đèn nè. Quay chạy tới cái đường vô khu đất đang cần bán cho cô chú anh chị coi nha. Cái hướng này á là từ ở ngoài ngã tư Long Vĩnh đi vô văn phòng ấp Gò Nổi bên tay trái, và đây là chợ Ninh Đèn nè cô chú anh chị. Từ hướng tỉnh lộ 786 ngã tư Long Vĩnh đi vô là chúng ta đi ngang qua chợ Ninh Đèn nha. Bây giờ người ta đang xây sửa cái nhà lồng chợ á. Giờ Tấn quay buổi trưa nha, nếu quay buổi sáng sớm thì chợ sẽ đông nha cô chú anh chị.
Bên phía tay phải là cây xăng Petrolimex 601 nè. Quẹo phải ngay chỗ này á là có bến phà bắc qua sông Dòng Cỏ Đông, kết nối với lại xã An Bình, xã Thanh Điền á. Còn quẹo trái ngay chỗ này là vô ủy ban xã Ninh Điền nè cô chú anh chị. Giờ rồi bên phải là cây xăng Petrolimex 101, còn bên tay trái là cây xăng Hải Yến Linh nè. Ngay chỗ này là có hai cây xăng luôn. Thì từ chợ Ninh Điền mình chạy tới khoảng chừng 700m là bên phía tay phải nè cô chú anh chị, là trường mẫu giáo Ninh Điền. Vừa qua trường mẫu giáo, cái bên tay trái á, là có trường trung học cơ sở Ninh Điền. Nãy giờ chúng ta thấy được ba cái trường học rồi ha. Nếu chạy thẳng xích tới phía trước sẽ là trường tiểu học Bến Cừ, và thông ra tỉnh lộ 781 ngay ngã ba Bến Sỏi. Đây, trường trung học cơ sở Ninh Điền nè. Trường rất là bự nha, xây thục vô trong á. Bây giờ vừa qua trường mẫu giáo với trường cấp 2 chút xíu là chúng ta sẽ tới đường vô đất bên tay phải nè cô chú anh chị. Ngay cái bảng giới thiệu thuốc nè. Đó là cái đường dẫn vô đất nha. Chạy xích tới là trường tiểu học Bến Cừ. Đó thì Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps của khu đất đang cần bán á, để trong phần mô tả. Anh Minh là ảnh đang ngừng xe ở trước nè cô chú anh chị. Đây, ảnh đòi nón bảo hiểm nè. Đó, anh Minh chủ đất nha. Thì để Tấn quay thêm cái hướng là chạy về phía bên đây nè, là có cái trường tiểu học Bến Cừ. Đó, đất là thuộc Bến Cừ, Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh. Thì cô chú anh chị thấy là cái khu ruộng mình mới vừa đi ngang á, cũng nhỏ thôi ha. Còn hai bên sẽ là khu dân cư. Cái đầu bên kia lúc nãy á, là chợ Ninh Điền, trường tiểu học Gò Nổi, trường mẫu giáo và trường cấp 2. Còn đầu bên đây á, là có trường tiểu học Bến Cừ. Và đi ra cái hướng này á, ở đây mình đi ra cái chừng 6 cây số nữa là ngã ba Bến Sỏi ra tỉnh lộ 781. Rồi vô cầu Bến Sỏi, vô thị trấn Châu Thành đó cô chú anh chị. Ở đây thì cách thành phố Tây Ninh á là cỡ chừng 16 cây nha. Từ đường tỉnh lộ 796 đi vô tới đất á là gần 1 cây số nha cô chú anh chị. Tấn sẽ ghim cái định vị Google Maps á để trong phần mô tả cho cô chú anh chị biết cái vị trí chính xác luôn nha. Nhà của anh Minh chủ đất là cũng kế bên sổ hồng ngay chủ, không có qua môi giới trung gian nha. Đó, nhà cửa dân cư đông nè. Thì cái khu Ninh Điền này á, kênh Nhà Đất Việt Nam của Tấn cũng đã quay nhiều rồi, chắc cô chú anh chị cũng rành rồi ha. Nếu có theo dõi kênh Nhà Đất Việt Nam thì giống như là được đi du lịch vậy đó, ở đâu cũng sẽ biết hết. Kênh của Tấn là quay toàn quốc nha cô chú anh chị. Tấn thì ở Tây Ninh cho nên là sẽ có nhiều clip ở Tây Ninh hơn những tỉnh khác. Nói chung là ai kêu quay đâu là quay đó đó, toàn quốc. Đây, trường tiểu học Bến Cừ. Nãy giờ chúng ta thấy được 4 cái trường học luôn rồi nha. Thì Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.